Chào mọi người đến với kênh Góc Của Lộc. Hôm nay mình có hẹn với một vài người bạn ở huyện Ba Tri và xuống đây ăn uống sau những ngày tụi mình đi làm việc rất là vất vả. Mình đang ở thị trấn Ba Tri và đợi các bạn cùng xuống nhà bạn Điền nha mọi người. Đây là một tiệm cá lóc nướng mình bắt gặp trên đường xuống nhà bạn Điền. Thì cá lóc ở đây có giá từ 120 tới 150 một con nha mọi người. Bao nhiêu tiền cô? 150. Ba Tri là một huyện nằm ở cuối tỉnh Bến Tre trên cù Lao Bảo, giáp với huyện Bình Đại, huyện Dòng Trơn và huyện Thạnh Phú. Ba Tri có cái chiều dài giáp biển là khoảng 10 km, cho nên bà con ở đây ngoài thu nhập từ nông nghiệp còn có thu nhập thêm từ việc nuôi tôm. Bây giờ tụi mình sẽ ghé chợ Ba Tri để mua một ít đồ ăn xuống nhà bạn Điền. Thật ra là bạn Điền cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn rồi, nhưng mà tụi mình muốn mua thêm thôi. Theo mình cảm nhận thì đời sống của bà con ở huyện Ba Tri rất là sung túc, đầy đủ. Ngoài cái việc làm trồng trọt, chăn nuôi thì cái nuôi tôm là cái nguồn thu nhập chính của bà con ở đây. Các bạn trên đường xuống nhà bạn Điền thì mình gặp rất là nhiều những cái vuông tôm của những bà con sẽ tự đào, sau đó mình thả tôm. Ngoài ra họ còn nuôi thêm các loài khác như là cua hoặc ốc thì cũng cải thiện cái nguồn thu nhập của mình. Tụi mình đã tới nhà của bạn Điền ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri rồi. Ở xung quanh nhà bạn ấy thì rất là nhiều những cái vuông tôm. Xung quanh thì có những cái vuông tôm của những bà con khác nuôi theo công nghệ cao. Cách một con sông sau nhà bạn Điền là huyện Bình Đại. Thì huyện Bình Đại là một huyện cũng có cái đặc thù nông nghiệp cũng khá là giống huyện Ba Tri. Thì bà con ở đây ngoài cái việc nuôi tôm thì còn có thu nhập từ cái nguồn thu nhập khác là đánh bắt hải sản nữa mọi người. Là sao chị bỏ nước đá hả chị? Ừ. Nó còn sống á nha. Tỉnh lại nó cắn à. Cái này chị chỉ mới gây mê đó thôi. Nguy hiểm gì? Ừ. Đó. Mê nó còn nhích nhích á. Ông Út chạy hết nước bển nó bắt cua hết lên rồi bắt đầu bắt cá nhát, cá gì bắt hết lên rồi thả thả cua ra lại. Đó. Thả mà để cá nhát ăn hết. Cua lộn cá nhát rồi. Thịt này bể bao lâu xong chị? Lâu. Dạ. Đâu cần ăn đại cô ơi. Ăn đại đi. Đâu phải mình. Đâu phải chen lẫn con đâu sao? Ai muốn ăn gì ăn. Dạ chị về bên đâu chị? Dạ. Thank you.
Ủa bác nhà này ăn chay là nấu nấu cháo ăn không hả ơi? Bác nhà ăn chay nấu cháo ăn không hả? Đó cái gấp đó kìa Điện. Hai cái cây bự đó. Đây nè, cậu nghiệp đến cháu nó ở nhà mà nó không biết nha. Hổ quá trời, cậu Tư ơi. Tư nè. Răng mày đi ra đi, tao làm cho. Quay hả? Đâu có đi vô nhà nấu ăn. Con ơi, ông làm kiểu nhà ngồi cái quạt là ông quạt lên, bắt ở ngay chỗ cái quạt máy đó. Bấm này lên luôn hả chị? Được chưa? Ừ, đốt thôi, không phải là quên lên. Mà mày nó quay hồi rụng lông hết. Thôi lòi rồi, thôi lòi hay bóng sao, thôi lòi cái chân trước nè. Nướng này bao lâu không? Nó sờ sờ không hả? Không hả? Thôi hả hậu rồi nè. Thôi uống hả ra nè. Thôi đục uống nè. Như nãy giờ mình để ngược bên đó. Cái nào cái đất, cái nào cái đầu đó. Rồi như thế ăn đi mọi người, ăn đi. Ngu quá chi nhỉ. Ôi, mới quay gần cả thôi, sao to nặng nha. Kè quá. Chưa ăn chưa. Thôi con gì đâu. Con bị răng nỉ đây anh. Ok không? Yeah. Ngọt. Vậy cũng tới luôn. Mày có nước nhiều không?
bỏ vô miệng nhai á là ăn đã hơn bao nhiêu. Không mà nó còn đắng đâu đúng không? Hình như cái vị ngọt đó, nó không bằng bao nhiêu. Nó còn đắng đâu. Thấy vừa ăn mà được hả? Này mới khó lắm. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký để nhận được những video mới của mình mỗi tối thứ bảy nha.